Xin kính chào quý bà con. Thì hôm nay Linh quay trở lại thăm vườn sầu riêng của anh Đức ở Xuân Hòa, Sóc Trăng ha. Thì hiện nay những cái luống hoa nó ra cũng khá là nhiều ha con. Đó, khá là mạnh rồi. Nhưng mà năm nay nó lại xảy ra một cái trường hợp là cái cuống bông ngắn thấy không? Nó ôm sát vào cái thân cây ha. Đây. Như thế này nè. Đó. Cuống bông rất là ngắn luôn. Hầu như là năm nay ghi 6, đối với ghi 6 là xảy ra tình trạng này rất là nhiều. Thấy không? Đặc biệt nhất là những cái cây tơ, cây năm nhất, năm 2 hoặc năm 3 thì nó xảy ra hiện tượng này rất là nhiều ha. Đó. Đây, nè. Nó ra như thế này. Bông nó gần bằng đầu đũa. Đó, nhưng mà nó ôm sát vô cái thân cây như thế này. Ha. Đó. Nếu như mà cái cuống bông ngắn thì tỷ lệ mà nuôi trái với cái tỷ lệ mà đậu trái sau này nó rất là kém, hiểu không? Ra khá là mạnh, khá là đều luôn. Nhưng mà ngược lại cái nó bị cái tình trạng là cuống bông ngắn như thế này. Đó. Thì nếu như mà nụ bự quá thì quý bà con nên tỉa những cái chùm bông bên đây nè. Đó. Tỉa cho nó thoáng cái cổ ra. Đó. Thoáng cái cổ ra xong rồi mình mới phun thuốc vào nha. Phun thuốc vào để giúp cho cái cổ bông này nó sẽ thoát ra dài hơn, hiểu không? Đó, nụ như thế này nè. Năm nay ghi 6 là bị nhiều hay không con? Năm nay ghi 6 là bị tình trạng này nhiều. Quý bà con nên lưu ý khi mà nó ra cái hoa, mắt cua nó ra tầm khoảng 3-4 phân thì chúng ta nên đưa cái dinh dưỡng mạnh vào, đặc biệt là những cái lượng đạm hơi cao, giúp cho những cái cuống hoa này nó sẽ thoát ra mạnh hơn ha. Nó nù. Cổ nó không thoát ra được. Năm nay tình hình chung nói vậy ha. Dạ, bị nhiều vườn lắm anh. Dạ. Anh tỉa mấy cái này bớt nè, để cho nó thoát cái cổ ra. Anh tưới xong rồi bắt đầu anh đi tỉa bông cổ, bông dạ. Này nè. Dạ. Ví dụ mấy bông này nè anh bỏ hết rồi nè. Ở ngoài xa. Nè, mấy này nè. Bỏ hết. Đúng rồi. Nè. Mấy dạ. Này là cỏ nè. Thấy không? À, còn mấy cái nù này thì bẻ cho nó bớt ra. Mình thoát cái cổ ra mình phun thuốc tất nhiên nó thấm vậy. Còn cái này nó xỉu nè. Dạ. Nè, nó xỉu nè. Dọn ra cái cho nó phun thuốc kéo cổ ra. Bự nhiều quá nó kéo không nổi. Đúng rồi. Dưới anh đã chùm kiểu này mà mốt sâu dữ lắm sao. Đúng rồi sâu. Năm 3 bị tình trạng này nhiều lắm nhiều luôn. Năm nay hả? À. Nhất là ghi 6 á. Cái này do thời tiết hay sao? Dạ. Dạ. Nói chung là mình như là hồng đủ hết trơn hả? À. Thấy không? Dạ. Mấy cái vườn kia có vàng không Linh? Nó cũng bị nhiều lắm nhiều. Dạ hả? Dạ. Mấy là bồ chùm nào nù nhiều quá cái ngắt cho tiễn thoát cổ ra. Tiễn bớt cho thoát cổ ra. Tiễn bớt thoát cổ. Dạ. Rồi. Mới mốt gì tiếng hành. Làm liền mới được. Dạ. Bữa nay chạy vô nuôi chiều tối lên nuôi ông già vợ. Đó gì ha. Gì hả? Nè anh nù gì nè anh Đức ha. Nè nó cũng lóng nè. Tiễn bớt ra cho nó thoát cái cổ ra. Anh cứ dập đại vô tiễn bớt ra cho nó thoát cổ mình phun thuốc. Phun thuốc. Dạ. Mấy cái nù nhiều quá anh cứ tiễn bớt đại cái gì chứ. Dạ. Cho nó thoát cổ ra đi phun thuốc cho nó kéo nhanh nha. Xin kính chào quý bà con. Thì hiện nay những cái luống hoa sầu riêng nó ra cũng khá là gậu ha. Nhưng mà một số nhà vườn đang gặp phải cái tình trạng là cái cuống hoa sầu riêng rất là ngắn đó. Nó ra nguyên một cái chùm hoa nhưng mà cái cuống nó ngắn, nó ôm sát vào cái thân, nó không có thoát ra được ha. Thì đối với những cái tình trạng mà cái cuống hoa nó ngắn như vậy, nó sẽ dễ gây ra tình trạng là khô bông cũng như là rụng lóng rất là nhiều ha. Và đồng thời nấm bệnh cũng như là sâu nó sẽ dễ tấn công vào những cái chùm hoa đó, nó gây ra tình trạng là hư nguyên cái chùm hoa đó luôn ha. Thì đối với tình trạng mà cái cuống ngắn như vậy
năm nay xảy ra trên cái giống Di 6 rất là nhiều, đặc biệt là những cái giống cái cây mà năm nhất, năm hai cũng như là năm ba ha, những cái cây tơ thì nó xảy ra rất là nhiều. Thì đối với cái tình trạng mà cái cuốn ngắn thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào ha, thì hôm nay Linh chia sẻ với bà con những cái giải pháp để chúng ta kéo cái cuốn nó dài ra. Thì đối với phân gốc thì quý bà con gửi cho Linh những cái phân với cái hàm lượng cao như là 20 mm cũng như là 30 mm ha. Tại vì cái lượng đạm nó sẽ kéo giãn được cái tế bào ra rất là nhanh, thì nó sẽ thoát được cái cuốn hoa nó ra ha. Còn đối với trên thì Linh sẽ sử dụng cái bộ ba sản phẩm là Gea ba sữa kết hợp với Vino Amin, đó cái dòng Amino và cái dòng Carbofort thấy với con. Thì trước tiên Linh nói về cái vấn đề là Gea ba sữa ha. Gea ba sữa thì cũng khá là quen thuộc đến quý bà con ha. Những cái dòng Gea ba thì nó sẽ kéo giãn cái tế bào ra rất là nhanh ha. Và đồng thời cái chai Gea ba sữa nó có bo, đồng, kẽm, manran. Đó. Cái đạm tổng số thì nó giúp cho cái cuốn hoa chúng ta nó kéo nhanh ra, nhưng mà nó mập cái cuốn cũng như là mập cái hoa luôn ha. Thì một chai Gea ba sữa như thế này quý bà con sử dụng cho Linh là 400 lít nước, kết hợp thêm cái dòng Vino Amin, đó cái dòng Amino nha con. Thì cái dòng Amino này được xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ, đó hàng nhập từ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ ha, với hàm lượng là acid amin tới 10% và đạm tổng số là 2,1%. Thì đối với dòng Amino thì nó sẽ giúp cho cái hoa chúng ta nó mọc hoa cũng như là kéo giãn cái cuốn hoa nó ra ha con. Thì một chai Vino Amin đó, Amino 120.000, quý bà con sử dụng cho Linh là 400 lít nước ha. Và đồng thời kết hợp thêm một cái chai Carbofort của công ty An Phát Nông. Thì Carbofort đây là cái hàm lượng canxi, bo cũng như là hàm lượng lăng phốt ha con. Đó, hàm lượng lăng phốt. Thì đối với Carbofort này thì nó sẽ giúp cho cái cuốn hoa chúng ta nó sẽ dai cuốn. Đó, hạn chế tình trạng mà sức tăng gời. Đó, hạn chế tình trạng mà gớt lóng của cái hoa sầu riêng ha. Thì một chai Carbofort như thế này quý bà con sử dụng cho Linh là 400 lít nước ha. Thì đối với bộ sản phẩm là Gea 3 Vino Amin Carbofort thì quý bà con phun ở trên để giúp thúc đẩy cái cuốn hoa chúng ta nó ra nhanh cũng như là mập hoa ha. Còn đối với gốc thì quý bà con nãy Linh cũng nói là gửi cho Linh những cái thành phần hàm lượng đạm hơi cao như là 20 mm, 30 mm, giúp cho cái cuốn hoa chúng ta nó sẽ thoát ra nhanh hơn ha con. Thì đây là những cái giải pháp mà Linh chia sẻ đến quý bà con để chúng ta kéo cái cuốn hoa nó sẽ thoát ra nhanh hơn ha. Thì quý bà con nào có cần tư vấn về vấn đề kỹ thuật cây sầu riêng thì quý bà con có thể liên hệ đến Linh qua số điện thoại là 0975756463 ha. Thì Linh sẽ tư vấn cụ thể cho quý bà con ha. Dạ, xin kính chào quý bà con.